phim bắt đầu. Con người phát hiện ra một hành tinh có môi trường sống tương tự như trái đất. Con người cất công xây dựng trạm tín hiệu, lợi dụng vệ tinh để tăng cường tín hiệu, muốn phát đi thông điệp đến hành tinh đất đá, hy vọng nhận được sự hồi đáp của văn minh ngoài trái đất. Chớp mắt đã 6 năm trôi qua, nước Mỹ và đảo quốc chuẩn bị tiến hành một trận diễn tập liên hợp ở Thái Bình Dương. Nhưng chính vào hôm đó, 5 vật thể bay không xác định đang lao về phía trái đất. Một trong số đó do đâm vào vệ tinh nên thoát ly đội ngũ, nó bay đến bầu trời Trung Quốc, lướt qua tượng Phật Tổ, rơi xuống đỉnh núi tạo ra vụ nổ ảnh hưởng đến trung tâm thành phố. Nhân viên làm việc ở tòa nhà văn phòng đều gặp phải tai bay vạ gió, vật không xác định phi xuống vùng biển Đông, còn tòa nhà lớn thì đổ sầm xuống trong chớp mắt. Nhân dân vội vàng lánh nạn, nhưng vẫn gây ra thương vong hơn 20.000 người. Thông qua nghiên cứu phát hiện, phi thuyền bị phá hủy này là một phi thuyền liên lạc, 4 phi thuyền còn lại thì rơi xuống Thái Bình Dương. Tổng hạm trưởng đang diễn tập quân sự, quyết đoán phái 3 chiến hạm đến đó kiểm tra. Họ nhìn qua ống nhòm và phát hiện mục tiêu cách đó không xa, đi đến gần nhìn thì vật thể đó tương đối lớn, hơn nữa chỉ lộ một phần trên mặt nước. Nam chính vừa chạm vào bề mặt vật thể, đã bị một dòng điện lưu cực mạnh đẩy bay ra xa. Tiếp theo đó, hai luồng ánh sáng phóng thẳng lên trời xanh, xuyên qua tầng mây, tạo thành một lớp bảo vệ trên bầu trời ở độ cao hàng vạn mét. 3 chiến hạm được cử đi bị mất liên lạc với tổng hạm đội, ánh sáng đi sâu xuống đáy biển, nội bất xuất ngoại bất nhập, không thể liên lạc được. Một chiếc máy bay trinh sát định lao vào bên trong lớp bảo vệ, nhưng vừa chạm vào thì máy bay chớp mắt nổ tung. Bên phía nam chính, mặt biển đột nhiên cuộn trào, từ dưới nước ngoi lên một vật thể siêu to khổng lồ không xác định. Vật thể lạ biến hình thành một chiến hạm, tất cả thuyền viên trên biển đều ngây ra. Còn chưa kịp định thần lại thì lại mọc đâu ra 2 chiếc nữa, 6 chiến hạm đối đầu. Thuyền viên còn tưởng rằng diễn tập bí mật gì, một chiến hạm địch khởi động mô hình chiến đấu. Thuyền trưởng hạ lệnh phát chuông cảnh báo, nhưng đáp lại bọn họ lại là cách thức chưa từng thấy. Sóng xung kích cực lớn tỏa ra từ mặt biển, sóng âm cực mạnh nghiền nát cửa kính, tất cả mọi người rơi vào đau đớn. Sau khi bị tấn công, bọn họ quyết định tiếp tục liều mạng, bắn ra một quả pháo để cảnh cáo đối phương. Điều này khiến họ bị đối phương liệt vào danh sách mục tiêu nguy hiểm, thế là chiến hạm ngoài hành tinh nhô lên cao, sau đó chuẩn bị sẵn pháo đài, 3 quả pháo lập tức được bắn ra. Chiến hạm loài người khởi động vũ khí cận chiến tiến hành ngăn chặn, tuy chặn được 2 quả pháo, nhưng vẫn còn một quả rơi trúng boong tàu. Quả pháo ghim vào boong tàu gây ra một vụ nổ lớn, thuyền trưởng ra lệnh khai hỏa phản công, hành động này khiến chiến hạm ngoài hành tinh điên tiết, vô số đạn pháo thi nhau phóng ra, hàng loạt đạn pháo ghim chặt vào thân tàu. Một tiếng nổ lớn, cả chiến hạm giống như trăm hoa đua nở trên mặt biển, chớp mắt hóa thành tro bụi. Một chiến hạm khác của đảo quốc vì muốn đánh yểm trợ, bắn một quả pháo vào chiến hạm ngoài hành tinh nên bị nó phản công, thân tàu tách đôi. 3 chiến hạm giờ chỉ còn lại một chiếc của nam chính. Lúc này, nam chính phát hiện chiến hạm địch chỉ tấn công mục tiêu tấn công nó thôi, thế là xoay bánh lái muốn cứu viện hạm đội của đảo quốc. Quả nhiên, chiến hạm ngoài hành tinh thu pháo đài lại. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì cảnh tượng chấn động hơn đã xảy ra. Mẫu hạm ngoài hành tinh chậm chậm mở khoang thuyền, bên trong phút chốc tổ hợp ra 3 bánh xe lửa vô địch. Bánh xe lửa bị bắn lên trời cao, tiếp đó, trong thuyền xuất hiện một phi thuyền cỡ nhỏ bay đi. 2 trong số 3 bánh xe lửa bay thẳng đến căn cứ hải quân Mỹ, dùng phương thức tấn công nguyên thủy nhất hủy diệt 2 máy bay trực thăng chiến đấu. Một chiếc máy bay khác nhanh chóng cất cánh thoát được một mạng. Nhưng không ngờ bánh xe lửa thò ra một cái đuôi sắt khiến máy bay đứt đôi, cho đến khi xác nhận chiếc máy bay nổ tung thì nó mới quay về tiếp tục hành động. Một bánh xe lửa khác thì hạ cánh xuống trung tâm thành phố, nó dừng lại trước mặt một cậu bé. Thông qua phân tích, xác định cậu bé này là sinh vật sống carbon, sau khi xác nhận không có nguy hiểm thì quay lại đâm vào trụ cầu. Cả cây cầu cao bị sụt lún chính giữa, tuyến đường đi đến bờ biển rơi vào cảnh tê liệt. Mà lúc này, phi thuyền cỡ nhỏ lúc nãy bay đi đã hạ cánh ở trên đảo Oahu thuộc Hawaii. Rất nhiều người ngoài hành tinh bước ra từ bên trong. Trước kia, con người dùng trạm tín hiệu ở đây để giữ liên lạc với họ. Bên phía nam chính lại bất ngờ vớt được một thi thể của người ngoài hành tinh, thể hình của nó không khác con người là bao. Bỏ mũ sắt ra, tất cả mọi người đều sợ hết hồn, dường như nó có đặc trưng giống với loài người, nhưng râu lại giống như xương sụn. Vạch mắt ra, khi đèn pin chiếu vào đồng tử thì tròng đen từ hình tròn biến thành hình thẳng đứng. Sinh vật ngoài hành tinh quay người bắt nam chính trước, giây phút hai người mặt đối mặt thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một đám người ngoài hành tinh người mặc áo giáp lao đến cứu đồng bọn đi, nhưng chúng còn để lại một tên đột nhập vào khoang tàu muốn phá hoại buồng chủ lực. Chiến giáp của hắn chống được súng đạn, người bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế là nam chính dẫn dụ đối thủ ra boong tàu, anh thu hút sự chú ý của nó, còn chiến hữu khác thì khống chế pháo chủ lực tiêu diệt đối phương. Sau khi giải quyết nó xong, một thuyền viên phát hiện mũ sắt của bọn chúng có hiệu quả che nắng rất mạnh, hơn nữa tròng đen của sinh vật ngoài hành tinh vô cùng giống với thằn lằn, từ đó suy đoán bọn chúng sợ nhìn thẳng vào ánh nắng. Màn đêm buông xuống, nam chính quyết định không thể ngồi im chờ chết. Anh khởi động tên lửa BGM-109 Tomahawk mạnh nhất trên thuyền, phá hủy 2 chiến hạm ngoài hành tinh trước. 2 chiếc chiến hạm người ngoài hành tinh lập tức nổ tung, rồi dần dần chìm sâu dưới đáy biển. Chính vào lúc này, họ nhận được tín hiệu bộ đàm, nhấc lên thì bất ngờ nghe thấy giọng bạn gái. Hóa ra, không lâu trước đó, bạn gái đi leo núi gặp được anh Tóc Xoăn canh gác trạm tín hiệu, biết được người ngoài hành tinh đã chiếm lĩnh trạm phát tín hiệu rồi. Anh Tóc Xoăn tận dụng máy phân tích tần phổ để phá giải sự nhiễu sóng lớp bảo vệ gây ra, nên bạn gái mới có thể liên lạc tạm thời với nam chính.
Bạn gái nói với nam chính do phi thuyền liên lạc của người ngoài hành tinh đã bị rơi, nên chúng sẽ lợi dụng trạm phát tín hiệu để phát đi tín hiệu chi viện với hành tinh mẹ. Một khi thành công sẽ có một lượng lớn đội quân ngoài hành tinh chiếm lĩnh trái đất, bắt buộc nội trong vòng 4 tiếng phải phóng tên lửa hành trình cho nổ tung trạm tín hiệu. Nói xong thì mất liên lạc hẳn. Lúc này chiến hạm ngoài hành tinh thứ 3 đang tấn công về phía này, hơn nữa phương thức xuất hiện không có quy luật của nó, khiến tên lửa hành trình không thể xác định được. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng chết chắc. Nam chính nghĩ ra một cách, trước tiên cho tàu chạy quanh đảo nhỏ kéo dài thời gian, khi mặt trời mọc thì sẽ đối đầu trực diện với chúng. Giây phút mặt trời chiếu vào chiến hạm địch, họ bắn vỡ kính chắn ánh nắng ở buồng lái. Ánh nắng khiến sinh vật ngoài hành tinh không thể mở mắt. Chính vào lúc này, một loạt tên lửa hành trình khiến chiến hạm ngoài hành tinh nát như tương bần. Tất cả thuyền viên đều phấn khởi hoan hô. Nhưng chính vào lúc này, hai quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, chiến hạm phút chốc bị thủng hai lỗ lớn. Tất cả thuyền viên thi nhau nhảy xuống biển thoát nạn, chiến hạm duy nhất còn sót lại rất nhanh cũng bị nổ banh chành, lác đác vài người may mắn sống sót. Nếu không thể nhanh chóng ngăn chặn người ngoài hành tinh phát tín hiệu, vậy thì trái đất sẽ nhanh chóng bị chiếm lĩnh. Chính vào lúc tuyệt vọng này, nam chính nhìn thấy bảo tàng hải quân bên bờ biển, anh quyết định dùng chiếc thiết giáp hạm cổ kính này để liều một phen. Nhưng đây là chiến hạm vào thời Thế chiến 2, động cơ đã mấy chục năm không khởi động, hơn nữa bọn họ không biết dùng hệ thống động lực hơi nước kiểu cũ, nhưng những lão binh nghỉ hưu trên thuyền đã hăng hái đứng ra giúp. Nhờ sự giúp đỡ của các lão binh, chiến hạm già nua này đã hiện thân một cách huy hoàng. Thần kỳ là, trên chiến hạm vậy mà vẫn còn tên lửa đạn đạo. Thiết giáp hạm cổ rời khỏi bến, thách thức người ngoài hành tinh đấu trận cuối cùng. Mẫu hạm ngoài hành tinh cũng không chịu nép vế, cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, pháo đài xuất hiện, vô số tên lửa hành trình sắp sửa bắn ra. Nam chính lại ra lệnh nhắm nòng pháo về phía bên phải, hơn nữa nghiêng hết cỡ thuyền về bên trái, khiến nòng súng của mẫu hạm cũng phải quay đầu theo họ. Thấy tên lửa hành trình của phe địch chuẩn bị xong xuôi, nam chính quyết định thả neo tàu xuống. Đạn pháo bay đến từ trên cao, neo tàu bên trái hạ xuống khiến thân tàu nghiêng sang một bên tránh được đạn. Thiết giáp hạm nặng hàng vạn tấn khiến sóng biển cuộn trào. Hạ lệnh một tiếng, vô số tên lửa hành trình không ngừng bắn ra. Tốc độ nạp đạn của thiết giáp hạm đời cũ chậm chạp, nên người ngoài hành tinh chớp thời cơ phát động phản công. Vô số pháo đài bị phá hủy trong chớp mắt, con người dồn toàn bộ hỏa lực tiến hành đợt tiến công lần hai, lần này trực tiếp bắn trúng đài tạo lớp bảo vệ của tàu địch. Người ngoài hành tinh hoang mang rồi, năng lượng tản đi, lớp bảo vệ trên cao cũng bắt đầu dần biến mất. Tổng hạm trưởng của hàng không mẫu hạm bên ngoài lập tức ra lệnh tiến hành tấn công. Nam chính ra lệnh điều chỉnh nòng pháo nhắm chuẩn trạm tín hiệu, lắp đặt xong quả pháo cuối cùng. Nhưng mẫu hạm ngoài hành tinh vẫn chưa bị hủy hoàn toàn, nó chuẩn bị phóng ra ba bánh xe lửa cuối cùng. Lúc này người ngoài hành tinh ở trạm tín hiệu đã phát tín hiệu cho hành tinh mẹ. Nam chính ra lệnh bắn tên lửa hành trình, tên lửa phá hủy trạm tín hiệu vào thời khắc cuối cùng. Sinh vật ngoài hành tinh trong trạm cũng bị nổ tan xác. Cùng lúc đó, ba bánh xe lửa cũng sắp phá hủy chiến hạm, chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba tên lửa hành trình thành công ngăn cản được nó. Hóa ra quân chi viện của tổng bộ đã có mặt, quân chi viện phá hủy triệt để chiến hạm ngoài hành tinh, con người giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng trận chiến đã thực sự ngăn cản được sự xâm nhập của người ngoài hành tinh chưa? Con người liệu có nên chi tiêu tốn kém để tìm kiếm văn minh ngoài trái đất không? Hãy cho bọn mình biết ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.